Buddha, dạ. Đây là chương trình Phật Tha Thamma trên vào thoáng mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam thì 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8, New York thì 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Khai Mạc thành kính đảnh lễ Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2220, Phật lịch 60, để hôm nay giáo trình trung Mahima Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 95, Kinh Kani Kani Sutta, từ câu 6 do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bảo. Nam mô Tha Giá, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa một tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Con xin sám hối là bây giờ hôm nay thì Thượng Tọa Tệ Siêu là người giảng bài hôm nay, dạ. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Cứ bước qua thì bà và cô bạch thầy kính đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ chư tôn tổ sư, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay có một vài điểm tương đối là hơi khác thường so với các bài kinh khác. Bài kinh có tên là Chanki, là tên của một vị Bà La Môn danh giá, nổi tiếng về cả ba phương diện. Thứ nhất là về kiến văn quảng tác, thứ hai là được xem như là có một cái số đông đảo người kính phục, những người thường đi theo như là những phi tùng. Và điều thứ ba là nhà vua cũng là một người được cái ân tứ hậu hỷ bởi ba tư nặng, bởi
Thưa quý vị, chúng ta mới nghe tên của bài kinh và đi vào nội dung bài kinh thì mình nghĩ rằng bài kinh này liên quan đến vị Bà La Môn này, nhưng mà thực sự thì vị Bà La Môn này chỉ có góp phần ở trong đoạn đầu của bài kinh là có những cái lời tán thán, mà qua lời tán thán đó chúng ta hiểu một phần về cái nhìn của người ngoại đạo khi mình nhìn về Đức Phật trong một cái nhìn rất là ngưỡng mộ. Người con Phật hay ngưỡng mộ Đức Phật một cách khác, nhưng mà ngoại giáo họ ngưỡng phục mộ Đức Phật một cách khác. Đó chúng ta cũng hiểu thêm một số cái sự việc lịch sử rất là đặc biệt là Đức Phật ở trong lòng những người không phải là Phật tử đời đó như thế nào. Bà La Môn trên kia không có được ghi nhận ở trong kinh điển là vị này có phải là một đệ tử Phật hay không. Và dĩ nhiên cũng không nói là vì có chứng thánh quả. Nếu chứng thánh quả thì đã quy y Phật rồi, nhưng mà không đề cập đến, chỉ có chừng này thôi. Nhưng mà phía sau này là các Phật giả, vì này có những câu hỏi rất là thú vị về thế nào là hộ trì chân lý, những câu hỏi về thế nào là ngộ chân lý, hành trì như thế nào để đạt được sự chứng ngộ đó. Đó là những câu hỏi rất là thú vị, từ những cái khái niệm rất là, những khái niệm rất là triết lý, những khái niệm rất là xa xôi, Đức Phật đã đưa vị trở về với cái sự hành trì rất là thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Bài kinh hơi dài, chúng tôi cố gắng muốn cắt bớt, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cắt bớt đoạn nào đi nữa thì nó cũng khiến cho thiếu cái ý nghĩa quan trọng, tại vì nó không có những khoảng trùng lặp. Do vậy quý vị chịu khó nghe bài kinh dài và để tầm một chút, và sau khi chúng ta nghe xong bài kinh thì sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Thủy Siêu trở lại để Thượng Tọa Thủy Siêu để giảng giải cho bài học ngày hôm nay. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kịch. Chúng tôi lưu ý Sư Cô Khê Ma là thứ nhất là tên của vị này chúng ta đọc là Chánh Khi, và thứ hai nữa đó là nên nhờ, và nên nhờ thêm người đọc cái bài kinh hơi dài đó. Và quý vị khi nào thấy bài kinh dài nên nhờ trước, thay vì đọc nửa chừng được kêu người này. Nếu mà vị có thể nhờ ai trước, thí dụ như đọc cái đoạn nào thì nhờ các vị khác đọc tiếp tục thì chuyện là chuyện rất là tốt. Xin mời cô Khi Ma. Con kính là tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã nhắc cho con những cái điều con phải làm ngày hôm nay. Nhật Quỳnh ơi, bây giờ Nhật Quỳnh, bây giờ là mình có 9 bà làm ơn đọc dùm cho bà 96 nha Nhật Quỳnh nha. Rồi, mời Nhật Quỳnh. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo, kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Đăng Nhân Nghiệp bớt bài phần đầu, nhưng phải Đăng Nhân Nghiệp nha. Rồi phần sau nếu mà không đăng vào kịp. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin được đọc ạ. Chanh Kỳ Xuất Tác. Chanh Kỳ là tên một vị Bà La Môn danh tiếng ở Cô Sa Lá. Khi bị can ngăn không nên đến diện kiến Đức Phật vì địa vị cao trọng của mình, vị này đã dùng nhiều mỹ từ cam ngôn để nói về Đức Thế Tôn. Khi diện kiến Đức Phật, vị Bà La Môn ấy lại giới thiệu
Ca Bá Thí Ca, một Bà La Môn trẻ khác vốn là người uyên bác, kinh Vệ Đà. Người thanh niên này đã có những câu hỏi và được giảng giải về sự hộ trì của chân lý, khám phá chân lý và chứng đạt chân lý. 966. Người muốn gặp Phật, dầu bị cản trở, vẫn đi gặp. Như vậy tôi nghe một thời theo nước Cô Sa Lá cùng với đại chúng tỳ kheo và đi đến một làng Bà La Môn của dân cúng Cô Sa Lá tên là Ô Bá Sa Đá. Thế Tôn trú Ô Bá Sa Đá rừng chư thiên đề đá. Lá Quá Ná phía bắc làng Ô Bá Sa Đá. Lúc bấy giờ Bà La Môn canh kỳ trú ở Ô Bá Sa Đá, một chỗ dân cư ngụ đông đúc, cây cỏ ao nước lúa gạo phì nhiêu, một vương đo vua Bá Sê Na Ô Sa Lá cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Các Bà La Môn gia chủ Ô Bá Sa Đá được nghe Sa Môn Gotama là Thích Tử xuất gia từ dòng họ Sát Chá Thích Ca đang du hành ở Videha, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiệt thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết thiện hậu thân nghĩa đủ, dạy phạm hạnh hoàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp, ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia ở Sa Đá từng đoàn từng lũ lượt đi ra khỏi Ô Bá Sa Đá, ở phía bắc rừng chư thiên, rừng cây Sa La. Lúc bấy giờ Bà La Môn canh chi đi lên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn canh chi thấy các Bà La Môn gia chủ Ô Bá Sa Đá từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Ô Bá Sa Đá và đi đến ngõ phía bắc rừng chư thiên, rừng cây Sa La. Thấy vậy, Bà La Môn canh chi bèn gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các Bà La Môn gia chủ ở Ô Bá Sa Đá từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Ô Bá Sa Đá và đi đến ở phía rừng chư thiên, rừng cây Sa La như vậy? Thưa Tôn giả Khanh Khi, có Sa Môn Gotama dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca đang du hành trong nước Cô Sa Lá cùng với chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đồng tốt đẹp sau đây được đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí, ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài tuyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ,
trong sạch. Nay những người ấy đi đến ý kiến tôn giả Gotama. Này người gác cửa, hãy đi đến các bà la môn gia chủ ở Upasada. Khi đến nơi, hãy nói với những bà la môn gia chủ, bà la môn Kanki có nói: này các hiền giả, hãy chờ đợi bà la môn Kanki sẽ tự thân hành đến ý kiến sa môn Gotama. Lúc bấy giờ có khoảng 500 bà la môn từ nhiều địa phương khác nhau đến tại Asada vì một công vụ. Những bà la môn nghe bà la môn Kanki sẽ đi ý kiến môn Gotama. Những bà la môn ấy đến bà la môn Kanki, khi đến xong liền thưa với bà la môn Kanki: có phải tôn giả Kanki sẽ đến ý kiến sa môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến sa môn Gotama. Tôn giả Kanki chớ có đến ý kiến Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Kanki đến ý kiến sa môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho sa môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kanki. Lại nữa, tôn giả Kanki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, bị dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Kanki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh bảy đời tổ phụ một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề. Do điểm xứng đáng cho tôn giả Kanki đến ý kiến sa môn Gotama, trái lại thật xứng đáng cho sa môn Gotama đến ý kiến bà la môn Kanki. Lại nữa, tôn giả Kanki là giàu có phú sung túc. Lại nữa, tôn giả Kanki là nhà phúng tụng, nhà trì tụ ba tập về đá với lễ nghi chú giải lịch sử truyền thống là trong ngữ pháp và văn phạm biện tài về thuận thế luận và đại nhân tướng. Tôn giả Kanki đẹp trai khả ái, đem lòng đẹp lòng người, với màu da thù thắng khôi ngô tuấn tứ, cử chỉ trang nhã giang điệu cao thượng. Tôn giả Kanki có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Kanki thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phiêu phao, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Kanki là bậc tôn sư của bậc Tôn giả Kanki là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người, dạy 300 thanh niên bà la môn tụng đọc chú thuật. Tôn giả Kanki được vua Pasenadi Sukkosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kanki được bà la môn Pakkarasati kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kanki sống ở Upasada, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tứ của vua Pasenadi Nikosala. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Kanki đến ý kiến sa môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho sa môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kanki. 967. Những lời tán thán Đức Phật từ một bà la môn hiểu biết. Nghe nói vậy, bà la môn Kanki nói những
nói với những vị Bà La Môn ấy: Này các hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa Môn Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama xuất gia từ bỏ tất cả, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu và đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama dầu song thân không đồng ý khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama có giới hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc thánh, có thiệt đầy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phiêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama là bậc tôn sư, các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi sao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Lệ thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn, vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, đến hỏi đạo Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn, A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara nước Magatha cùng với vương tử Cung Phi thị tùng đều quy y Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Bassenadi nước Kosala cùng vương tử Cung Phi thị tùng đều quy y Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Bà La Môn Makkharasati cùng với các con, vợ, thị giả đều quy y Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama đã đến Obasada, nay đang ở tại Obasada, về phía bắc Obasada, trong rừng chư thiên, rừng cây Sala. Những Sa Môn, Bà La Môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta.
Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Sa môn Gotama đã đến Upasada, hiện ở tại Upasada, về phía bắc Upasada, trong rừng chư thiên rừng cây Sa La. Như vậy, Sa môn Gotama là khách của chúng ta, và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến tôn giả Gotama. Này các hiện giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. Này các hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta. Thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến tôn giả Gotama. Vậy, tất cả chúng ta hãy đi đến ý kiến tôn giả Gotama. Rồi Bà La Môn Canh Ki cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 968. Nhà thông thái trẻ tuổi. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi và nói lên những Bà La Môn trưởng thượng những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên Bà La Môn tên Các Bác Thích Cá, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 16 tuổi. Từ khi sanh, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm. Biệt tài về thuận thế luận. Và đại nhân tướng, thanh niên này đang ngồi giữa hội chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà La Môn Các Bác Thích Ca. Hiền giả Phát Rách Quá Chá, chớ có ngắt ngang cuộc đàm luận của các Bà La Môn trưởng thượng. Hiền giả Phát Quách Tha Rách Quá Chá, hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Canh Ki bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama chớ có khiển trách thanh niên Bà La Môn Các Bác Thi Cá. Thanh niên Bà La Môn Các Bác Thi Cá là thiện nam tử. Thanh niên Bà La Môn Các Bác Thi Bá là bậc đa văn. Thanh niên Bà La Môn Các Bác Thích Cá phát ngôn thiện xảo, và thanh niên Bà La Môn Các Bác Thích Cá là bậc có trí, và thanh niên Bà La Môn Các Bác Thích Cá có thể đàm luận với tôn giả Gotama trong vấn đề này. Thế Tôn nghĩ sao? Thật sự thanh niên Bà La Môn Các Bá Thí Cá này đã được thông hiểu ba tập Veda và các Bà La Môn tôn trọng người này. Thanh niên Bà La Môn Các Bá Thí Cá nghĩ như sao? Nào Sa môn Gotama, lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa môn Gotama. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết tâm tư của thanh niên Bà La Môn Các Bá Thí Cá, liền lấy mắt nhìn thanh niên Bà La Môn Các Bá Thí Cá. Thanh niên Bà La Môn Các Bá Thí Cá suy nghĩ: Bà La Môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa môn Gotama một câu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính mời cô tu nữ Khê Ma.
Nam mô Vô Thầy. Dạ. Cảm ơn Nhật Quỳnh rất là nhiều nha. 969 chân lý và truyền thuyết. Tôi đọc lên màn hình đó, đợi Đăng Văn Nguyệt đó nha. Không có dở lại. Không có dở lại email. Không dở lại email nha. Bóc lên đi, bóc lên đi. Rồi thanh niên Bà La Môn, Ca Ba Thi Ca, Bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gautama, câu chú thuật Mata Ba Đa của các cổ Bà La Môn y cứ tiếng đồn truyền thống và thánh tạng. Và ở đây các vị Bà La Môn chắc chắn đi đến kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra điều sai lầm. Ở đây Tôn giả Gautama nói gì? Nhưng này Bà La Môn, có một bà Bà La Môn nào giữa các Bà La Môn đã nói như sau: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra điều sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gautama. Nhưng này, Bà La Môn, có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn, cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị tôn sư đã nói như sau: chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gautama. Nhưng Parawaya, thở xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hét để nói lên, để sưu tầm những thánh cú này, hay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm, như là Athaka, Wamaka, Wamadiwa, Vesamita, Yamataji, Anjiyasa, Barawaya, Wasita, Kasapa, Vagu. Những vị ấy đã nói như sau: chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, Tôn giả Gautama. Như vậy này, Parawaya, không có một Bà La Môn nào nói như vậy với một Bà La Môn: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Không có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn, một vị đại tôn sư cho đến bảy đời, vị tôn sư đã nói như sau: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Thổ xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hét, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú, và nay những Bà La Môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống như các vị trước đã làm, như Ataka, Wamaka, Wamadiwa, Vesamita, Yamataji, Angirasa, Parawaya, Vasata, Kasapa,
Và những vị ấy không có nói như sao chúng tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này, chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm, đều là sai lầm. Ví như Parawaya, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cũng không thấy, cũng vậy này. Và Parawaya, ta nghĩ rằng lời nói của các bà la môn cũng giống như chuỗi người mù, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cũng không thấy. Này Parawaya, ông nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị bà la môn trở thành không căn cứ? Thưa tôn giả Gotama, các bà la môn không phải chỉ dựa vào lòng tin, các bà la môn ở đây dựa vào điều nghe thấy. Tùy văn Anusawa. À, trước hết, này Parawaya, ông đi đến lòng tin. Nay ông nói đến tùy văn. Này Parawaya, năm pháp này có hai quả báo ngay ở trong hiện tại. Thế nào là năm? Tính, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này Parawaya, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Tuy vậy, này Parawaya, có điều được khéo tin tưởng có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng có thể là thật, chân, không thay đổi. Lại nữa, này Parawaya, có điều được khéo tùy hỷ, được khéo tùy văn, được khéo cân nhắc suy tư, được khéo chấp nhận, có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo chấp nhận, có thể là chân thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý này, Parawaya, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. 970. Hộ trì chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Parawaya, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều lại làm. Cho đến như vậy, này Parawaya, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì, và cho đến như vậy chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Parawaya, nếu có người có lòng tùy hỷ. Này Parawaya, nếu có người có lòng tùy văn. Này Parawaya, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do. Này Parawaya, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy, này Parawaya, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này Parawaya, chúng tôi chủ trương hộ trì. Cho đến như vậy, này Parawaya, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin sám hối với cô khi mà thượng theo ý của Bạch Đẳng thì mọi người sẽ đọc thế cho cô để cho nhanh chút. 971. Giác ngộ chân lý.
Nhưng thưa tôn giả Gautama, cho đến bước độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi tôn giả Gautama về giác ngộ chân lý. Ở đây, này, tỷ kheo sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vị tôn giả ấy có tham ái hay không. Do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp. Do những tham pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành của một người không có lòng tham. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp, không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết rõ như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp. Không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không, do những si pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói, tôi biết, dầu không thấy, vẫn nói, tôi thấy, hay xui khiến người khác có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những si pháp, do những si pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói, tôi biết, dầu không thấy, vẫn nói, tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng si. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin sanh, người này đến gần. Khi đến gần, liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp nên lắng tai. Lắng tai, người ấy nghe pháp. Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được quan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được quan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh. Khi ước muốn sanh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này, Bhagavata, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ.
Và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ. Và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ chân lý. 972. Chứng đạt chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. Này Bharatvacha, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharatvacha, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharatvacha, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần, này Bharatvacha, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Bharatvacha, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp hành nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp hành nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng, này Bharatvacha, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn, này Bharatvacha, quan hệ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không quan hệ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có quan hệ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước muốn, quan hệ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự quan hệ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự quan hệ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự quan hệ chấp nhận pháp, này Bharatvacha, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không quan hệ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự quan hệ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharatvacha, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Trong sự thọ trì pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, này Bharatvacha, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp, này Bharatvacha, lắng tai được hành trì nhiều.
nếu không có lắng tai thì không có nghe pháp, và vì có lắng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lắng tai được hành trì nhiều. Trong sự lắng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự lắng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lắng tai, này Bharatvacha, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lắng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lắng tai. Do vậy, trong sự lắng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Trong sự thân cận giao thiệp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharatvacha, đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Trong sự đi đến gần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gần, này Bharatvacha, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần. Và vì lòng tin sanh nên có đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. 973. Quy ngưỡng Tam Bảo. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Và do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì. Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau. Và ai là những sa môn trật đầu, tiện nô, tháp nô, sanh từ gốc chân của Phạm Thiên? Và ai là những người hiểu biết chánh pháp? Thật sự, tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn đối với các sa môn. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng. Và Nam Mô Bố Thầy Giá Chính. Kinh đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bố Thầy Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ nói được nhiều. Hôm nay cái đường truyền của chúng tôi nó cũng bị thôi. Nhưng mà sư Từ Tri đã giúp cho chúng tôi gỡ bỏ cái bên tóc cũ và download cái bản thuật mới. Và rất tốt thưa quý vị. Khi nãy giờ chúng tôi không có nghe bị gián đoạn, nghe không bị gián đoạn và nghe rất rõ. Và một điều cũng rất là quan hệ là bài kinh hôm nay mặc dù dài
Nhưng mà bài kinh này có cái ý nghĩa rất quan trọng và rất lý thú, đã giúp cho chúng ta hiểu những cái vấn đề rất quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói tóm tắt như là thuật lại, như là đúc kết lại thôi. Kính thưa quý vị, bài kinh được mang tên là Chăng Ki Xuất Tát, là tên của, lấy tên của vị Bà La Môn khởi xướng cái việc mà cùng với hội chúng Bà La Môn đi đến ý kiến được. Nhưng mà thực tế thì nội dung của bài kinh là do các cái câu hỏi của vị thanh niên Bà La Môn trẻ Kapatthika đã hỏi Đức Phật. Mới đầu khi mà chúng ta nghe vị Bà La Môn này, vị thanh niên Bà La Môn này hỏi, chúng ta có cảm giác theo người Việt, người Việt Nam của mình có cái thành ngữ gọi là nấu giật lân đó. Tức là hỏi này vừa xong là cứ dựa vào cái chỗ đó, cứ hỏi cái khác, cứ như thế đó mà hỏi tới. Tuy nhiên, chính những cái câu hỏi giật lân giúp cho chúng ta có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi trước hết là xin trình bày với quý vị về lời dạy của Đức Phật khi mà Bà La Môn trẻ Kapatthika hỏi Đức Phật. Khởi đầu thì Kapatthika đã hỏi Đức Phật: Ngài nói như thế nào khi mà các vị Bà La Môn thông hiểu chú thuật về kinh điển Vị Đà đã nói cái này là chân lý, còn tất cả những cái khác thì nó đều là hư vọng, không thật? Thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng là trong số các vị Bà La Môn, ai biết được điều đó để mà tuyên bố rằng là chỉ có cái này là thật, còn những cái điều khác là giả? Thế là Kapatthika nói là không biết, không có ai hết. Lúc đó Đức Phật Ngài mới hỏi tiếp: Vậy thì bây giờ không có ai biết, nhưng mà thời xưa những cái vị Bà La Môn thời xưa đó, như là Attaka, Wamaka, Wamadeva, Wesamita, Yavatakvi, Angirasa, Faradvaja, Vasattha, Kaspa, Phagu. Thì những vị đó là những vị sưu tầm thánh khú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên. Nhưng mà những vị xưa kia đó, họ có nói là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sẽ làm không? Thưa không, thưa tôn giả,
Thì Đức Phật Ngài đưa một cái hình ảnh mà ở trong trường Bộ Kinh, bài Kinh Sona Đanh đó, chúng ta có nghe Đức Phật Ngài nói rằng các vị Bà La Môn này cũng giống như là cái chủ người mù ôm nhau mà đi. Người trước không thấy gì cả, và những người sau cũng không thấy gì cả, chỉ nhắm mắt mà bước đi thôi. Người này cứ tin tưởng người kia nói gì thì họ nghe theo, nhưng mà Bà La Môn Kapatthika chống chế rằng các Bà La Môn không phải là chỉ dựa trên lòng tin, mà ở đây còn dựa trên những điều đã được nghe, gọi là anusawa. Đúng ra chữ anusawa dịch là tùy văn, là chữ Hán đấy sư quý vị. Nhưng mà cái này nó có nghĩa là lời đồn. Lời đồn đãi. Cái người này nghe truyền thuyết đó, chúng ta gọi là nghe truyền thuyết. Nghe truyền thuyết người kia nói vậy thì mình nói theo chứ không biết gì hết. Đức Phật nói nha, dù cho tin hay là nghe đồn đãi thì ở đây cũng phải chú ý ở hai điểm. Thứ nhất là tin. Thứ hai là thuận theo. Thứ ba là nghe theo. Thứ tư là suy luận về dữ kiện Akara Parimittako. Và thứ năm là chấp nhận quan điểm Nichana Khanti. Nhưng mà năm cái điều này đó, cho dù chỉ dựa vào một điều nào cũng cần phải để ý. Đức Phật Ngài dạy cần phải để ý, bởi vì có những điều mình được tin đó, nó có là nó sai. Cũng có những điều mình tin là đúng. Sự tùy hiểu quý vị, mình tùy hiểu có những điều sai, có những điều đúng. Mình nghe theo cũng vậy, có khi nghe sai, có khi nghe đúng. Mình suy luận dữ kiện cũng có lúc sai, cũng có lúc đúng, cũng có trường hợp sai, trường hợp đúng. Và cái sự chấp nhận quan điểm cũng có khi sai, có khi đúng. Cho nên năm cái vấn đề đó đã giúp cho chúng ta một bài học. Không phải lúc nào tin cũng là đúng, không phải lúc nào mình thích cũng là đúng, rút trí. Không phải lúc nào mình nghe đồn cũng là đúng. Anusavana. Không phải lúc nào mình suy tư cũng là đúng.
Pariwat Vitaka, Pariwitaka. Không phải lúc nào chúng ta chấp nhận quan điểm gọi là đúng. Bởi vì phàm phu chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có hiểu được, chưa có chứng đạt được cái chân lý, thì mấy cái đó chúng ta phải thận trọng. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật này dạy cho chúng ta một cách trước hết là Đức Phật này nói rằng này Pharadatta, tất cả những cái sự kiện không đủ để đi đến kết luận chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Bởi vì phải biết hộ trì chân lý, phải biết khám phá chân lý và phải biết chứng đạt chân lý. Giờ qua cái ba cái khía cạnh đó. Thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ như thế nào là hộ trì chân lý? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Cái hộ trì chân lý ở đây đó, tức là gìn giữ cái sự thật, Satcham Anurakkhati. Bởi vì ở đây Đức Phật này dạy khi một người mà có lòng tin, tin vào một vấn đề gì, nếu như người đó nói rằng đây là lòng tin của tôi tin nó là như vậy, đó là mình chỉ nói riêng cá nhân của mình. Bởi vì nếu mà mình tin cái gì mà mình nói cái đó nó là chân lý là sai, chưa chắc cái điều mà mình tin là đúng. Do đó cho nên hãy mình tin rồi nói theo tôi tin là như vậy, thì cái đó là mình hộ trì chân lý, mình giữ cái chân lý, giữ sự thật đó thưa quý vị. Cái cách đó là cái cách mà nói chuyện rất khéo để không bị rơi vào, không có cái kẽ hở, không rơi vào cái chỗ mà người ta có thể bác bỏ được. Hoặc là nếu mình vui thích theo cái điều đã được biết đó, thì mình chỉ nên nói rằng tôi thích điều đó, chứ mình không thể nào mà thích cái gì mình cho cái đó là đúng. Cũng như thưa quý vị, có những người họ thích ăn sầu riêng, họ nói rằng chỉ có sầu riêng là ngon chứ còn thứ khác không có ngon. Nói như vậy là sai. Cái chỗ mà mình thích mà gặp người khác họ không thích cái mùi sầu riêng thì họ sẽ phản bác lại. Cho nên mình thích thì mình chỉ nói tôi thích, chỉ vậy thôi, ruchi. Thì cái đó là mình hộ trì chân lý, mình giữ cái chân lý. Hoặc là khi chúng ta nghe người ta đồn đãi, thí dụ như những cái tin tức mà chúng ta xem ở trên mạng về corona chẳng hạn, khi mà chúng ta muốn
nói cho người khác nghe đó, thì mình chỉ nên nói rằng tôi được nghe ở trên báo đài người ta nói gì, chứ đừng có nói rằng tôi biết như vậy hay sự kiện đó là như vậy. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta khẳng định cái điều mình nghe đó là đúng. Chỉ là tôi được nghe người ta nói như vậy, thì như vậy người này là người biết bảo vệ chân lý. Hoặc là khi cân nhắc suy tư các cái dự kiện đó, thì nói theo tôi nghĩ, theo tôi nghĩ là như vậy, theo tôi nghĩ là như vậy thôi, chứ không phải cái sự suy tư của mình, suy nghĩ của mình rồi mình cho rằng cái đó phải là như vậy. Thì đây là cũng là cái cách mà chúng ta khéo nói để chúng ta không rơi vào cái cực đoan. Rồi một cái nữa là khi mà mình chấp nhận một quan điểm gì thì mình chỉ nên nói rằng đây là cái quan điểm của tôi được chấp nhận, tôi đã chấp nhận, cái quan điểm của tôi đã chấp nhận, thì người ấy là người hộ trì chân lý, chứ không có, chứ người ấy không có đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Thì năm điều đó thưa quý vị cẩn thận, cái cách nói đó chúng ta nói một cách cẩn thận. Khi mà chúng ta muốn trình bày một cái vấn đề gì thì mình phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó, thì mình chỉ nên nói tôi nghe, tôi nói, tôi suy nghĩ như vậy thôi. Còn cái chuyện đúng hay sai tôi không biết, quý vị có cao kiến gì thì quý vị chỉ dạy thêm vân vân. Thì cái đó là một người nói chuyện thận trọng. Còn chưa chi cả mình chỉ nghe, mình chỉ nghe đồn, hay là mình tin điều đó, hay chỉ cá nhân của mình quan hệ với điều đó mà mình cho rằng cái điều đó là đúng, thì như vậy cái đó là chúng ta sai rồi. Cái đó là chúng ta không có bảo vệ chân lý. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Nhưng mà chúng ta chỉ, khi mà chúng ta qua năm điều này, chúng ta chỉ mới có gọi là người hộ trì chân lý thôi, bảo vệ chân lý thôi, một người bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật. Chúng ta phải bước thêm một bước nữa, tức là phải khám phá chân lý. Ở đây cái chữ anupuchati, sacchang anupuchati, tức là khám phá chân lý. Thượng tọa Giác Đẳng dùng cái từ rất là hay là khám phá chân lý, chứ không nên dùng cái tiếng gọi là giác ngộ chân lý. Vì hãy giác ngộ chân lý thì nó lại trùng với cái vấn đề chứng đạt chân lý. Cho nên ở đây đó, chúng tôi có suy nghĩ, có cân nhắc về cái từ ngữ này. Nếu mà giác ngộ thì chỉ là sampuchati hoặc là puchati là đủ rồi. Còn này anupuchati có nghĩa là cái sự khám phá, cái sự tìm hiểu, cái sự tìm hiểu chứ thôi, chưa phải là hiểu. Thì bây giờ mình hộ trì chân lý rồi đó, nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết khám phá cái chân lý. Người Phật tử khi mà nghe pháp một cái vị pháp sư và thuyết pháp, chúng ta nghe xong chúng ta mới suy nghĩ vị này đang
thuyết về vô tham vô sân vô si. Mà nếu mình cảm thấy rằng là ở vị đó nói như vậy nhưng mà vẫn còn có sự tham chấp, hay là nói như vậy nhưng vị vẫn còn nóng tính, như vậy vị nó chưa có đạt được, vị nó chưa phải là người thật sự là không tham, không sân, không si. Không phải chúng ta nghe mà chúng ta phải tìm hiểu. Khi mà chúng ta muốn khám phá chân lý thì chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải so sánh. Sau khi tìm hiểu so sánh, chúng ta mới khám phá được cái này là chân lý. Nói cách khác, tức là chúng ta phải có cái sự trải nghiệm, hay là chúng ta có một cái sự báo chức thì chúng ta mới đi đến kết luận. Chứ còn khi mà chúng ta chỉ nghe suông mà chúng ta không có cái sự suy tư, hay không có cái sự mà so sánh đối chiếu, thì chúng ta sẽ bị sai. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp viên tịnh trước bàn, Ngài cũng thường dạy các vị tỳ kheo. Sau này có nghe, các ngươi có nghe những vị trưởng lão tỳ kheo, những vị thượng tọa tỳ kheo, hay là có những vị tân tỳ kheo, và tuyên bố rằng cái này là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Bậc Đạo Sư. Các ngươi chớ có vội tin, chớ có vội bỏ, mà cần phải cân nhắc, so sánh với kinh đối chiếu với luật. Nếu thấy tương ứng với kinh với luật thì các ngươi mới thọ trì, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nếu như so sánh với kinh đối với luật mà thấy cái lời nói của vị ấy nó không có phù hợp, không có tương ứng với kinh luật, thời như tôi cần phải biết rằng không phải là lời dạy của Bậc Đạo Sư. Cho nên khi mà chúng ta muốn khám phá chân lý, chúng ta phải có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cân nhắc bằng cách là chúng ta nghe, chúng ta phải so sánh, biết so sánh, thì như vậy chúng ta mới đi đến chỗ gọi là khám phá chân lý. Đó là khía cạnh thứ hai mà Đức Phật đã trả lời, đã giải thích cho Bà La Môn Kāpatthika nghe. Nhưng mà Ngài nói khám phá chân lý như vậy chưa đủ, mà phải chứng đạt được chân lý. Cái phần mà chứng đạt chân lý đây là quan trọng, đây là cái đoạn kết mà Đức Thế Tôn Ngài muốn nhấn mạnh để giúp cho Bà La Môn đó. Một người chứng đạt chân lý không phải tự như không, mình học, mình nghe, rồi với mình tuyên bố đây là sự thật, đây là chân lý, còn những cái điều khác là hư vọng. Mà tuyên bố như vậy mình chưa có chứng đạt chân lý, làm sao mà dám tuyên bố điều đó? Bởi vì cái sự chứng đạt chân lý đó nó phải qua nhiều cái khía cạnh. Khi mà Kāpatthika thanh niên Bà La Môn hỏi Đức Phật
Thế nào gọi là chứng đạt chân lý? Satchang anupa pupnati, anupa pupnati. Cái sự chứng đạt chân lý này, thưa Samu Gautama, chúng con hỏi, chúng con hỏi ngài về cái pháp đa tác dụng có hữu ca răng thâm ăn. Hỏi cái pháp tác dụng để chứng đạt chân lý. Đức Phật là tuần tự. Trước hết, Đức Phật ngài dạy rằng Satcha Nupatiya Kho Pharadvacha Pathanam Pokaran. Quý vị nhớ cái pháp thứ nhất là Pathanam Pokaran. Cái sự tinh cần, nó là cái pháp tác dụng của cái việc mà chứng đạt chân lý. Vì không thể mà lười biếng, suy tư, mà chỉ nghe ai nói sao nghe vậy, nói sao nghe vậy, thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta đạt được chân lý. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Nãy giờ chúng tôi lo thuyết giảng chúng tôi quên, quên hỏi gì. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi nghe tốt và giảng và âm thanh tốt cũng nhờ sư tự tri đã giúp cho chúng tôi cải thiện, bỏ bệnh thóc cũ và lấy cái chương trình bệnh thóc mới, cho nên mới nghe không bị gián đoạn thế này. Nói để cho hội chúng tùy hỷ quan hỷ. Cái thứ hai đó thưa quý vị, cái pháp tác dụng để có tinh cần là gì? Pháp tác dụng để có tinh cần Patha nát sát Khô phá ra đòa chát Tân na phong ca ra, tức là cái sự cân nhắc để đạt đến sự tinh tấn. Không phải mình chỉ siêng năng là đủ, mà mình làm việc gì mình cũng phải có cái sự cân nhắc. Cái chỗ nào đáng chăm chỉ thì chăm chỉ, không đáng thì thôi. Đáng siêng năng thì siêng, còn không đáng siêng thì thôi, chứ không phải lúc nào cũng siêng. Đó là thứ hai. Thứ ba, cái pháp tác dụng để cân nhắc đó, đó là cái sự nỗ lực. Tu la na giác khô pha ra đo chá u sa hô pa hô ca rô. Sự nỗ lực này là cái sự chịu khó chịu cực, dầu cho gặp trở ngại khó khăn cũng ráng lướt qua, chứ không có bỏ cuộc. Thì đây là cái cách mà để cân nhắc. Đối với điểm này, thưa quý vị, chúng tôi mới thấy có một điều mà chúng tôi khi mà dịch kinh hay là soạn những cái tác phẩm kinh điển, thưa quý vị, có những chỗ chúng tôi phải cân nhắc cả buổi trời, một buổi sáng như vậy đó, là chúng tôi chỉ có viết đâu được nửa trang thôi, nửa trang thôi, bởi vì cái sự cân nhắc thận trọng
Mà muốn được như vậy là chúng ta phải chịu khó của xã hội, phải chịu khó, phải tra cứu kinh điển chỗ này chỗ kia, hoặc là tra cứu từ điển vân vân, rồi phải chọn lọc những từ cho nó hợp tình hợp lý, nó hợp với ngữ cảnh, hợp với pháp. Làm việc cũng khó lắm thưa quý vị, chứ không phải là cứ là nhìn bên kia rồi sao chép lại đâu. Không phải nhìn bên kia rồi sao chép lại. Khi nào mà chúng tôi không có vào rung thôi, khi chúng tôi vào rung thưa quý vị, những cái bài kinh ngày hôm nay thuyết giảng, giữa bài kinh đó là chúng tôi đã xem trước, chúng tôi đã cân nhắc trước. Phải usahu, tức là phải có cái sự cố gắng để mà đi truy tìm những cái chỗ khó khăn, phải tìm cho ra cái lý lẽ của bài kinh đó. Cho nên chúng ta muốn có cái sự cân nhắc cho nên chính xác là chúng ta phải có cái sự cố gắng. Mà bây giờ để có cái sự cố gắng thì phải cái gì, cái pháp nào là tác dụng, cái pháp tác dụng nó là gì? Usahasa khu faradavacha chando umukaro, cái sự ước muốn là cái pháp tác dụng cho cái sự cố gắng. Nếu mình không có lý tưởng, không có cái sự hoài bão thì là chúng ta chán lắm, chúng ta không có nỗ lực được, chúng ta không cố gắng được. Nhưng mà tại sao cố gắng? Nói một cách khác là biết yêu nghề. Nói một cách nôm na vậy là yêu nghề. Là khi mà mình đặt cái vấn đề pháp, diễn giảng pháp như là một cái lý tưởng, một cái lý tưởng lợi ích cho mình, cho người khác, lợi ích cho mình là tạo cái phước trí, và lợi ích cho người khác là mình đem chánh pháp để nói cho người khác nghe, mong cho người khác hiểu được chánh pháp. Thì khi mình có cái sự ước muốn như vậy, có cái nguyện ước, nguyện vọng như vậy đó, thì nó sẽ là cái động cơ giúp cho chúng ta có sự nỗ lực, dù cho vất vả cũng cố gắng, vì chúng ta có cái sự ước muốn thành đá. Mà bây giờ cái chữ thanh đá, bây giờ có cái sự ước muốn là phải làm sao? Phật pháp, nếu mà một người mà không có thâm nhập pháp thì không có thâm nhập pháp thì không có cái sự ước muốn, không hoài bão, không có lý tưởng được, nó khô khát thôi quý vị. Nói cái vấn đề mà nghe pháp không là cũng chán rồi, đừng nói chi là ngồi và suy tư. Nghĩa là chúng ta muốn có cái hoài bão là thành đá sắc khô pha đan đoa chá tham á nicha nát hành tiết vong cà ra, cái pháp tác dụng để giúp cho có cái ước nguyện, ước vọng đó là phải có cái sự thể nhập pháp. Rồi ở đây thưa quý vị, thứ sáu là khi mà muốn, khi mà chúng ta chấp nhận pháp á,
thaman nicha nakhantiya kho paradoja athupa parika bhukara. Là chúng ta phải tìm hiểu nghĩa. Bởi vì nếu mà mình không có tìm hiểu nghĩa đó, athupa parika, mình không có tìm hiểu nghĩa cho sáng tỏ thì tự nhiên là mình không có chấp nhận cái pháp đó. Mà không chấp nhận pháp làm sao mình có cái sự quan hỷ trong pháp đó được. Cho nên không có tìm hiểu ý nghĩa thì không có quan hỷ chấp nhận pháp được. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Khi mà học cái bài kinh Trung Bộ nào cũng vậy thưa quý vị. Có những bài kinh đơn giản thì có những bài kinh rất rắc rối lắm. Mà khi đó chúng ta không có tìm hiểu ý nghĩa, không có thấy rõ, không có biết được cái nghĩa lý của cái bài kinh đó, của cái đoạn pháp đó, thì chúng ta không thể nào có sự quan hỷ trong pháp. Cho nên cái pháp, cái sự tìm hiểu ý nghĩa nó cũng là một cái pháp tác dụng để giúp cho chúng ta có sự quan hỷ trong pháp. Và bây giờ cái gì là pháp tác dụng cho cái việc tìm hiểu ý nghĩa? Athupa parikara khaya khu pharadvaca thamma tharana pokara, tức là phải nắm giữ pháp. Cái chữ thamatharna đó tức là sẽ nắm giữ pháp. Bây giờ cái vốn liếng mà ít quá, làm sao mình tìm hiểu được cái nghĩa của pháp được? Cái vốn liếng chi pháp phải dày đặc ở trong đầu á. Bởi vì thưa quý vị, ai mà nói rằng là không cần học các bộ kinh khác, không cần học tạng vi diệu pháp vân vân, chỉ cần học Trung Bộ kinh là đủ để tu rồi, người đó nói vậy là ngoa thưa quý vị. Bởi vì ở trong Trung Bộ kinh đó, quý vị muốn hiểu là quý vị phải nắm được, phải nắm được pháp ở trong vi diệu pháp, trong Abhidhamma Pitaka, trong A Di Đà, phải nắm được Trường Bộ kinh, phải nắm được Tăng Chi Tương Ưng Bộ kinh, nắm luôn cả cái chú giải Visuddhimagga, chúng ta mới hiểu được cái bài kinh đó. Phải nắm được pháp Thamatharana, chứ đâu phải chỉ đơn giản. Quý vị nào mà có đọc qua cái bộ Thanh Tịnh Đạo mới biết, vị nào mà không nắm được pháp ở trong tâm tạng đó, đọc Thanh Tịnh Đạo mà hiểu được là chúng tôi cúi cho đấy. Không nắm được pháp là không hiểu được Thanh Tịnh Đạo. Bởi vì trong Thanh Tịnh Đạo là dẫn chứng rất nhiều về tinh tạng và A Di Đà, nội tuệ ở phía sau thôi là chúng ta thấy cũng có vấn đề. Cho nên ở đây cái điều thứ bảy là Thamatharana. Nhưng mà bây giờ muốn nắm được pháp thì cái gì là pháp tác dụng, cái gì là nhân tố? Thưa quý vị, Đức Phật dạy rồi: Thamatharana yakho paradvaca thammasavanang bahukara, tức là phải nghe pháp. Cái sự nghe pháp đó là cái pháp tác dụng cho cái việc mà nắm pháp. Nhờ chúng ta có nghe nhiều, như Phật tử chúng ta đêm nào, ngày nào cũng vào trong rung để nghe pháp,
nghe riết rồi nghe pháp cho nhường lỗ tai đó, rồi suy nghĩ pháp cho nhường ý riết, rồi chúng ta cũng biết được nhiều. Bằng chứng như là những cái câu trắc nghiệm đưa lên ABC là Phật tử chúng ta chọn, đa phần là chúng ta chọn nào cũng đúng cả, chọn đáp án đúng hết. Thì như vậy rõ ràng là nhờ quý vị có cái sự nghe pháp cho nên mới nắm được pháp. Mà nắm được pháp thì mới hiểu được pháp, mà hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta mới có cái sự quan hỷ trong pháp không được. Rồi thứ chín, cái nhân tố mà giúp cho cái sự nghe pháp hay là cái pháp tác dụng của sự nghe pháp của Karan, Đức Phật dạy rằng Thammasavanassa khu pharadavacca sota vathanam bhukaran. Cái sự lắng tai, lắng tai mà lắng tai hay lóng tai, lóng tai nghe, ngồi và nghe pháp như ở trong room, bài pháp được thuyết giảng mà chúng ta cứ mở máy để đó, chúng ta chạy đi làm công việc này công việc kia, chúng ta không có chú ý, không có chịu lắng tai, làm sao mà chúng ta có thể nghe pháp được? Ngồi trên chánh điện nghe pháp, ngồi giữa hội chúng nghe pháp cũng vậy, cứ lo soạn ở trong giỏ, lấy cái này lấy cái kia, hoặc là xoay qua người nói chuyện, xoay qua người kia nói chuyện, không chịu lắng tai nghe pháp thì làm sao hiểu được? Cho nên nghe pháp mà muốn có kết quả thì phải lắng tai. Mà cái gì là yếu tố tác dụng cho cái sự lắng tai? Sota vathanasakho faradvacha payiru payiru pasana pumkara. Cái sự thân cận, nghĩa là chúng ta phải thường thân cận với các bậc thiện trí, chúng ta mới lắng tai được. Chứ nếu mà chúng ta không chịu thân cận, không chịu gần gũi với các bậc thiện trí, làm sao chúng ta có thể lắng tai nghe pháp? Không lẽ chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta lắng tai nghe gió thổi qua chúng ta hiểu pháp? Chúng ta phải thường đi tìm đến gần các bậc đó. Rồi làm sao để chúng ta thân cận được với các bậc trí, giao du với các bậc thiện trí? Vayi rupa sanaya kho paradocha upasankamanang pamukaran là phải đi đến. Chúng ta có đi đến thì chúng ta mới thân cận. Những vị bà la môn mà cứ ở yên một nơi rồi cứ nghe ngóng rồi cứ chỉ trích Đức Phật, không bao giờ mà ông ta giác ngộ được chân lý. Ông ta phải đi đến. Khi mà ông ta đi đến rồi đó, tức là gần với Đức Phật rồi đó, thì ông ta mới hiểu. Như là ông thanh niên Kapatika này, ông ta nghe pháp xong cuối cùng ông ta mới nói: bạch thưa Samu Gautama, hôm nay con nghe có hỏi những câu hỏi ngài Gautama nói con mới biết, con mới hiểu. Từ trước giờ con có cái ấn tượng là nghe người ta nói những sa môn đầu trọc là tiện nô, hắc nô vân vân. Bây giờ con đến gần con mới được biết là không phải là như vậy. Rõ ràng là đến gần thân cận rồi mới biết, chứ còn ở xa mình nghe nói làm sao biết được. Nhưng mà cái yếu tố mà để giúp cho đi đến đó, thì quý vị biết là gì không? Upasankamas
Kamanasa ko faradvaca sattha bahukara. Chính nhờ cái đức tin, có đức tin mới làm cái yếu tố để giúp cho mình mới đi đến. Bà La Môn Sanki, các bạn hôm nay Sanki cho bạn hôm nay, nếu mà ông ta không có tin tưởng Đức Phật á, là ông ta không có đi đến, có niềm tin mới đi đến được. Như là ông triệu phú Anathapindika Surata, ông có cô độc đó. Lần đầu tiên ông tới nhà của người anh rể và được biết người anh rể đã chuẩn bị để ngày mai cúng dường đến Đức Phật và chúng tỳ kheo, chỉ nghe cái từ Đức Phật thôi. Rồi tối hôm đó ông ta trầm trọng, ông ta thao thức không ngủ không được, ông ta muốn đi tìm Đức Phật liền, ông ta bỏ nhà đi. Đi qua một cái đoạn đường rất dài và phải xuyên qua cánh rừng, phải xuyên qua cái bãi tha ma, mộ địa, nhưng mà ông ta vẫn đi. Và chính nhờ cái đức tin đó mà giúp cho ông ta có cái sức mạnh và ông ta mới đi đến gần Đức Phật được, để ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên ở đây khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy rất là quan trọng. Như vậy thì có 11 cái pháp, có 11 pháp mà nó liên đới với nhau để giúp cho chứng đạt được, để giúp cho chứng đạt được chân lý. Bắt đầu có đức tin, đức tin mới đưa đến, mới thúc đẩy cho đi đến. Có đức tin rồi mới đến gần rồi mới thân cận rồi mới lắng tai mới nghe pháp, nghe pháp xong thì mới nắm giữ được pháp, nắm giữ được pháp thì mới hiểu được ý nghĩa của pháp. Mà hiểu quan hỷ pháp thì mới khởi lên cái sự ước muốn hoài bão. Mà muốn hoài bão thì mới có sự nỗ lực cố gắng, mà cố gắng thì mới cân nhắc được, cân nhắc thì mới có sự tinh tấn được, tinh tấn được thì lúc đó mới là chứng đắc được cái chân lý. Thì thưa quý vị, ý nghĩa của bài kinh mà chúng tôi tóm lược lại nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Tất cả những điều đó nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta ghi lại và chúng ta làm cho mình một cái dàn bài thì chắc chắn chúng ta sẽ nắm được cái bài kinh, nội dung của bài kinh. Thì hôm nay do vì bài kinh dài và ở đây hôm trước chúng tôi có đề nghị xin với Thượng Tọa Giáo Đẳng cứ việc cho đọc hết bài kinh để chúng ta nghe, nghe được bài kinh. Và do vì bài kinh dài cho nên chúng ta đến 9 giờ chúng ta mới thuyết giảng. Chúng tôi thuyết trong 45 phút, bây giờ chỉ còn có 15 phút. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp cho cái phần thảo luận cuối cùng với chư Tăng. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kinh điển Thư Tổ Kỳ Siêu. Ở bài chi thông đức và thư vị Phật tử, chúng ta chỉ còn 15 phút thôi. Và có lẽ là ở trong rừng chỉ có mình Thư Tổ Kỳ Siêu và chúng tôi đang có mặt trên chi. Chúng tôi xin được giúp lời chia sẻ một vài điều để Thư Tổ Kỳ Siêu nghĩ trong giây lát. Thưa quý vị, chúng ta thường nói đến chân lý. Và chúng ta hãy đặt câu hỏi là cái gì là chân lý? Và khi mình khám phá cái chân lý thì cái chân lý đó nó mầu nhiệm, chân lý đó nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà cách nói đó thật ra thì nó chung chung lắm. Dạ, nó chung chung. Nói như vậy thì thứ vì chúng ta quên đi một số điểm rất là căn bản và cũng rất là tốt. Khi mà chúng ta nghe
một vị thanh niên thông thái và là một vị này nêu lên những câu hỏi, và những câu hỏi đó cho thấy rằng vị này biết cách hỏi và đúng là một người có hiểu biết. Và dĩ nhiên Đức Phật là một đại giác nên đã trả lời. Ở đây có những điểm mà chúng ta hay quên, đó là cái thái độ tôn trọng sự thật. Thái độ rất là quan trọng. Chúng ta thường nghĩ đến chân lý là cái gì truyền thống, cái gì mà cổ xưa để lại thì phải là chân lý. Nhưng mà kỳ thật thì trước nhất, trước khi mà chúng ta nói chân lý là gì thì chúng ta phải có một thái độ đối với tôn trọng sự thật. Đó là thái độ khách quan. Đó là thái độ nó vượt ngoài những cái định lệ, những cái thông lệ thường mà chúng ta thường có. Rồi chẳng những mà chúng ta phải có thái độ tôn trọng sự thật, mà thưa quý vị, chúng ta còn phải có một cái phương thức để hiểu sự thật. Ở trong những cái lĩnh vực mà người Tây Phương họ thì cống hiến cho chúng ta trên phương diện học thuật, ở trong thế giới đương đại đó, là người ta nói là cái approach, cái phương thức để mà chúng ta tìm hiểu, để research rất là quan trọng. Ngày nay tại tất cả các quốc gia tiến bộ đó, người ta đều có một cái đơn vị rất lớn ở cho những cái công trình nghiên cứu, những công trình research họ đầu tư. Nhưng mà những công trình nghiên cứu đó, đó thì người ta phải có cái phương thức tìm ra một cách hợp tình hợp lý. Chúng tôi lấy một ví dụ như là trường hợp thuốc để uống trị bệnh, như trường hợp chúng ta đang tìm thuốc COVID-19 nhé hả? Thì cái cách của người Việt Nam của chúng ta đó, đơn thuần là mình nói rằng cái thuốc này uống hay lắm, trị tiểu đường. Tại vì mình đã nghe là ông A uống hết, ông B uống hết. Đối với một cái người mà hiểu về cái phương thức khoa học á, thì cái đó nó không đáng tin. Tại sao nó không đáng tin? Vậy chúng tôi lấy một ví dụ như là nếu mà bản thân chúng tôi bị tiểu đường, mà chúng tôi uống một thứ gì đó, rồi chúng tôi thấy đường nó xuống, thì người ta phải quan sát về nhiều khía cạnh. Có thể rằng ở trong thời gian đó cái sự ăn uống chúng tôi nó khác đi, cái đường nó xuống, hay có thể là mình ăn kèm với cái thứ gì đó, hay là mình thay đổi lối sống, tự nhiên nó đi xuống xuống. Thật ra ở một cái phương thức mà người ta nói là cái kiểm nghiệm đối chứng. Thế nào là kiểm nghiệm đối chứng? Là ví dụ chúng tôi muốn kiểm nghiệm một cái phương thuốc gì đó, thì họ tìm ra 100 người bị tiểu đường, 100 người khác cũng bị tiểu đường. Và trong 200 người bị tiểu đường họ chia làm hai rồi đó, thì một bên đó là có uống thuốc, một bên là không uống thuốc. Nếu cái bên uống thuốc mà nó hết, bên không uống thuốc mà nó không hết, thì cái đó nó là một phương pháp đối chứng. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 100 người mà uống rồi là hết, thì thưa quý vị, cái đó không phải là một pháp đối chứng. Đó là vấn đề tại sao mà ngày hôm qua có một tranh luận rất lớn giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và những vị bác sĩ. Tại vì những bác sĩ nói rằng một vài người họ uống thuốc thì số rác họ có thể hết, nhưng mà không hẳn chuyện đó hết. Ở trên cái nhìn của khoa học đó là họ phải tìm hai nhóm giống nhau, và một nhóm thì uống, nhóm không uống, thì mới biết cái đó nó có kết quả hay không. Thì như vậy cái approach, một cái phương thức mà chúng ta kiểm nghiệm sự thật, cái phương thức mà chúng ta tìm hiểu rất là quan trọng. Còn chúng ta thường, quý vị tội nghiệp chúng ta lắm, có đôi khi chúng ta đưa ra điểm gì đó, chúng ta chỉ lấy một chiều một người, như một người đó hết bệnh không có nghĩa là áp dụng tất cả mọi người. Một người đó hết bệnh không hẳn chỉ có phương thuốc đó, mà có thể là lúc mà họ đang uống thuốc đó, họ cử cái này kia thì nó giảm đường cũng có. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Và không phải chỉ có cái phương thức để tìm hiểu sự thật, mà chúng ta còn phải thể nghiệm. Thể nghiệm, mình nói cái chuyện đó như vậy đó. Nhưng mà thể nghiệm thì một cách nào? Chứ nếu mà chúng ta, trên lý thuyết thì nghe nó đúng đó, nhưng mà đem ra thể nghiệm không được thì nó cũng khó. Vì vậy, Lama Guin đó là một vị tăng người Đức, và cũng như là Ngài Nyantaphodika, hai người bạn chí thân đó. Những người đó họ nói rằng điều quan trọng nhất của Phật Pháp không phải là ca ngợi những giá trị cao siêu, mà điều quan trọng nhất của Phật Pháp là cái phương thức để đạt được điều đó. Ví dụ như mình nói là mình cũng nên có từ bi tốt, đồng ý, nhẫn nại tốt và đồng ý. Nhưng mà làm sao để được nhẫn nại, làm sao để được từ bi, cái phương pháp đó mới là quan trọng.
Vì vậy ở trên đời gọi là mình ca ngợi những điều tốt, ai ca ngợi cũng được hết. Nhưng mà bây giờ đem kiểm nghiệm, kiểm làm cho mình nhìn vấn đề tốt một cách khách quan, làm sao mà chúng ta có thể thể nghiệm được điều đó một cách trung thực, thì chuyện đó nó không đơn giản chút nào. Bởi vì cuộc đời chúng ta thường hay có cái chuyện gọi là thả mồi bắt bóng. Chúng ta nói về thành công, chúng ta nói về hạnh phúc, chúng ta nói về chân lý, chúng ta nói về giải thoát, giác ngộ. Nhưng những điều đó chỉ là sự ca tụng thôi. Ca tụng cho ai ca tụng cũng được hết. Nhưng mà cái phương thức đạt đến như thế nào? Cái khổ của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta thường ca ngợi những giá trị, và chúng ta ngây thơ là chúng ta nghĩ là chúng ta đạt đến những giá trị đó. Ví dụ chúng ta ngợi tự do, ca ngợi dân chủ, ca ngợi nhân quyền. Nhưng mà để có cái phương thức đạt những điều đó thì không. Chúng ta giống như người ăn bánh vẽ. Một cái người mà ca ngợi sự dân chủ, ca ngợi sự tự do, không nhất thiết người đã hiểu được sự tự do thực sự đâu. Dĩ nhiên chúng ta nói chuyện này có thể đụng chạm đến một số người. Nhưng mà chúng ta thường ăn bánh vẽ là mình nghĩ rằng ồ, mình hoan hỷ với chuyện đó, mình ca ngợi chuyện đó thì đã đạt được rồi. Không phải. Đó chỉ là những khẩu hiệu, đó là những slogan, đó là những chiêu bài. Nhưng mà khi nào mà mình có thể nghiệm và sống được điều đó thì cái chuyện đó mới là quan trọng. Vì vậy ở trong bài kinh này, thần ra nó không phải là tất cả, nhưng mà đã cho chúng ta một cái nhìn ở trong nhiều qua xuyên qua nhiều nội dung của bài kinh đó, là Đức Phật rất chú trọng đến cái phương thức thực hành để đạt đến giác ngộ. Ví dụ như con người không thể hiểu được chân lý, giống như một người móc một món đồ ở trong túi ra đưa bạn nhìn là đây là tiền, đây là dầu thơm, đó là gì đó, bạn nhìn đi. Không phải, chân lý phải nhìn được như vậy. Không phải thì tội siêu vào đây, tội cái ô đây là chân lý rồi mình nghe hiểu cái chân lý đâu. Không phải. Và thật ra chính Đức Phật ngày bây giờ ngài nói rằng ồ, các con hãy nhìn cái này, hãy tin vào cái này, đây là sự thật, con tin vào sự thật đi. Không có, Đức Phật không dạy như vậy. Mà Đức Phật ngài dạy là khuyên chúng ta mình muốn thành được chánh trí thì phải đoạn tận được phiền não. Muốn đoạn được tận được phiền não thì chúng ta phải tu qua giới định tuệ hay là bát chánh đạo. Và muốn tu giới định tuệ và bát chánh đạo thì cần có những điều kiện này. Có thể rằng chúng ta nghe không hấp dẫn, hoàn toàn không hấp dẫn. Tại vì sao vậy? Ai mà móc tiền đưa chúng ta đó thì chúng ta thích lắm. Nhưng mà bài cho chúng ta cách làm ra tiền rồi sao nghe cực quá, nghe khổ quá, nghe mệt quá, tại sao? Nếu tự tế là bạn cho tôi tiền, tôi không có cần những phương pháp đó. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế thì tất cả chúng ta đều bị thách thức một điều, đó là chúng ta thích mì ăn liền, chúng ta thích cái gì ăn sỏi ở thì, chúng ta thích cái gì mà làm chơi ăn thì. Nhưng mà cái đó không có chân lý đâu. Cái đó không có chân lý. Đôi khi chân lý đó là một trường hợp gì đó mà tất cả chúng ta, như mà Albert Einstein ông nói rằng nếu 100 lần thử nghiệm mà 99 lần thất bại mà một lần thành công thì điều đó cũng là đáng kể, điều đó rất là đáng hoan hỷ. Và do vì khi mà chúng ta đọc những bài kinh này thì chúng ta thấy rằng từ xưa, rất là xa xưa, thì Đức Phật ngài đã nhắc đến cái phương thức, ngài nhắn mọi người thái độ, ngài nói sự thể nghiệm đối với sự thật. Không ai mà có thể chứng đạt sự thật mà người đó không có một thái độ khách quan đối với sự thật, không có một thái độ trung thực với sự thật, không có một thái độ nghiêm túc với sự thật, và không có một thái độ tôn trọng sự thật. Có nhiều người hay nói chân lý lắm, nhưng mà bản thân của họ là chứa đầy dễ thành kiến. Họ không bao giờ có thể nhìn sự vật một cách vô tư, mà luôn luôn đem vào đó bao nhiêu thành kiến. Mà mình nghe người đó nói chuyện xong mình biết rằng cái đầu người đó đã đầy nhóc, đầy ắp những thành kiến, rồi không thể nào mình thêm được cái gì hết. Bản họ có cái thí dụ là có một người đến bị thiền sư vấn đạo mà nói nhiều quá, rồi bị thiền sư cứ cầm cái một cái bình trà cứ rót hoài vào trong chén trà, chung trà nước tràn ra ngoài, thì cái vị tướng quân nói rằng thưa ngài là cái chung trà đã đầy rồi. Thì vị thiền sư nói rằng thật ra thì cái đầu của ông giống như cái chung trà này, nó đã đầy rót bao nhiêu cũng tràn ra. Một người mà đôi khi thưa quý vị, cái thái độ tôn trọng sự thật của chúng ta rất là quan trọng. Và cái người biết tôn trọng sự thật rất khác với một người mà có nhiều kiến văn. Nhiều người họ có kiến văn lắm, nhưng mà họ không có thái độ lắng nghe, không có thái độ tôn trọng sự thật, không có thái độ nghiêm túc ở trong sự thật. Cái thái độ đó là một thái độ thực sự trí thức. Cái thái độ đó là một thái độ thực sự là một người có hiểu biết.
Vì vậy, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta nên cố gắng. Cho quý vị quan hệ cho chúng. Chúng ta nên cố gắng đặt mình ở trong một cái vị thế mà vị thế đó có khả năng tìm sự thật. Trước khi chúng tôi cũng nói rằng có một câu nói của Krishnamurti mà chúng tôi rất là thích đó. Ông nói rằng cái vai trò của nhà giáo dục không phải là nhìn sự vật dùng cho người khác, mà vai trò của người giáo dục đó là mời vị đó đứng vào một cái vị trí mà vị đó có thể nhìn giống như mình. Hồi còn nhỏ thưa quý vị, chúng tôi thấy một vài con chim rất là đẹp đậu trên cái bồ đề ở Đức Chiều Xử Lý, chỗ chúng tôi với trường đoàn siêu ở đó. Nhưng mà cái cây con chim thì cũng đẹp, nhưng mà ở trên cái cây cái tàn nó lớn lắm. Và mình thấy mình không thấy. Thì chỉ có một cách đó là mình đứng chỗ nào á, thì mình mời cái người đó lại đứng chỗ gần mình. Và chỉ ngón tay lên cho họ, từ chỗ gốc đó họ sẽ thấy được con chim đó, cái mồm nó màu đỏ, cái cổ màu đen vân vân, thì người đó thấy được. Thì đó, Đức Phật, Ngài không phải là ngài kêu gọi là ngài sẽ thấy giùm chân lý chúng ta, ngài sẽ chứng ngộ chân lý giùm chúng ta, ngài thể nghiệm chân lý giùm chúng ta, nhưng mà ngài giới thiệu con đường đặt đến đó và ngài khuyên chúng ta đứng chỗ nào để thể nhìn thấy và nhìn thấy chân lý. Nên việc này là một việc đặc biệt và khiến cho chúng ta cần đọc kỹ cái bài kinh này. Chúng tôi biết bài kinh này dài, nhưng quý vị chịu khó đọc kỹ lại, và rất là tri ân tôi từ siêu hôm nay dành chi giờ để nói về bài kinh này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi lẽ ra còn có một vài điều muốn nói nữa, nhưng mà chúng tôi muốn dành 5 phút còn lại để nhắc thêm là đối với tất cả chư tăng và quý Phật tử, cho dù ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới này hiện nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam, xin tất cả chúng ta có một cái thái độ cẩn trọng và không nên xem thường bệnh dịch, vì sự xem thường bệnh dịch cho chúng ta trả nhiều cái giá rất đắt. Và nhiều khi chúng ta có những cái quan điểm rằng tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia, đâu có ai ra sao đâu, có những người mà cũng đi bình thường ngoài phố đâu chết đâu, nhưng mà kỳ thật chúng ta nên cẩn trọng. Sự cẩn trọng như vậy nó chỉ có lợi thôi, chứ nó không có gì hại. Sự cẩn trọng nó không bao giờ là một sự dư giả hay là quá dư, là chúng ta cố gắng rất là cẩn trọng. Bệnh dịch đang lây lan, và thứ vị bệnh dịch có một vài cái bí ẩn, một vài bí ẩn không nên ỷ lại. Hôm nay người ta có một số các bài viết cảnh báo về những nước mà gần như là khống chế được bệnh dịch, thí dụ như Nhật Bản. Ở Nhật Bản có lúc mà họ xem con số bị lây nhiễm rất là thấp, nhưng mà ngày hôm nay là thủ tướng của Nhật, ông sắp phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đặt vấn đề cách ly ở tại Nhật, tại vì đang có sự bùng phát. Và người ta cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang cho mọi người đi chơi trở lại, đi ra ngoài trở lại, nhưng mà bệnh dịch nó vẫn chưa có tiêu trừ được hoàn toàn. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta, đôi khi thưa quý vị, cái chuyện mà mình cứ nghe đâu đó có tin tức như vậy rồi mà ỷ lại thì thật ra không nên. Cái con số người lây nhiễm tại Hoa Kỳ vẫn còn rất lớn, và không có một cái gì mà bảo đảm hoàn toàn cho chúng ta khi đi ra bên ngoài, kể cả khẩu trang. Khẩu trang giúp một phần chứ không phải giúp tất cả, kể cả rửa tay cũng không phải làm tất cả. Nên chi, chúng tôi lấy một ví dụ là mình đi vào cái nơi đông người mà trước đó đã từng có người bị lây nhiễm, họ nói chuyện hay là họ hắt hơi, họ nhảy mũi, thì những cái giọt nước li ti mà chứa đựng siêu vi corona nó vẫn lãng vãng đâu đó, nó dính vào trong quần áo chúng ta. Chúng ta đeo quần áo lên về nhà, thay ở trong nhà, và nó vẫn tiếp tục bay trong nhà. Nên chi rất là nguy hiểm, xin được quý Phật tử cố gắng và cố gắng để đừng ra ngoài nhiều, nếu trường không phải là trường hợp sanh tử, trường hợp vạn bất đắc dĩ. Cho đến khi nào mà người ta tìm được một cái thuốc chủng ngừa và chúng ta được chủng ngừa, cho đến khi nào mà chúng ta tìm được một phương thuốc trị được corona, thì lúc đó mình mới khỏe tự tại với corona. Còn hiện tại bây giờ thì sự cẩn trọng luôn luôn là có ích lợi.
Một vài điểm cho chúng ta thấy rằng trong những ngày trước thì chính phủ Hoa Kỳ đã từng tuyên bố rất là nhiều lần là khẩu trang không lợi ích gì hết. Nhưng mà bây giờ quý vị lên Internet có vô số những người hướng dẫn cách làm khẩu trang ở tại nhà, bởi vì lý do là ở tại các bệnh viện đang thiếu khẩu trang một cách trầm trọng. Ở bệnh viện thiếu khẩu trang lắm. Một cách mà người ta dùng được khẩu trang đó là có một nhiều nơi đó họ dùng cái họ dùng một cái loại túi lọc. Cái túi lọc này ở trong máy hút bụi đó, ở trong cái máy hút bụi mình nó có máy, và cái túi lọc nào mà nó đạt cái gọi là HEPA standard, HEPA là HEPA, HEPA standard. Mình bây giờ ở Mỹ nó hơi khó tìm cái đó một chút, nhưng mà nếu quý vị còn có thể order được online, mua ở đâu được đó, của những hiệu giống như Hoover hay là Kenmore đó, mình mua về mình cắt cái túi lọc đó ra, mình cắt cái túi lọc ra và chúng ta có thể dùng một cái áo thun của chúng ta làm khẩu trang cũng được. Nhưng mà cái áo thun đó khi mà mình trùm vào đó thì làm sao mà mình có thể dùng cái miếng của cái bao trong máy hút bụi á. Họ chế máy hút bụi là để nó không có những cái nó chống khuẩn, nên chia rất là tốt để nó chặn ở giữa. Mà quý vị nhớ rằng cái bao nào nó phải có tiêu chuẩn của HEPA đó để thực hiện những cái khẩu trang rất là an toàn. Thật ra khăn tay nếu chúng ta cặp lại cái miếng vải HEPA đó ở bên ngoài cũng được, nhưng mà làm sao cho tìm một cái cách nào đó để nó ôm sát cái mũi của chúng ta càng nhiều càng tốt. Và có nhiều người họ dùng cái t-shirt hoặc áo thun đó, áo thun loại mỏng, họ có thể bao kính đầu và cái chỗ gần cổ thì họ để cho đường mắt ra bên ngoài, mình đeo một kính bảo vệ cũng được. Nhưng mà nói chung là cái gì cũng vậy, nó cũng không qua cái chuyện mà cách ly. Hiện nay trên thế giới đó đang có một cái chứng minh rất là rõ ràng là những quốc gia nào mà sự cách ly, tức là mình ở nhà càng nhiều đó, thì cái mức độ mà lây lan nó đang xuống. Và mong rằng tất cả chư tăng và quý Phật tử nên lưu ý việc này, bớt tiếp xúc. Cái bớt tiếp xúc đó là một chìa khóa vàng, nó là một nguyên tắc rất là quan trọng để chúng ta giữ sự an toàn trong này, hạn chế tối đa. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thu lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Nhờ Như Quỳnh đế kinh dùm Như Quỳnh ơi. Yang kinci kusala kamang kapa bagian.